Thùy Tiên Tiểu Vy đọ kiếm gay gắt, Miss Universe Việt Nam 2023 gặp biến căng trước thềm chung kết. Hiện tại, hôn lễ của Á hậu Phương Anh được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 19 tháng 7 vừa qua đang là sự kiện gây chú ý nhất. Tại đám cưới đình đám, khách mời là Hoa hậu Tiểu Vy, Thùy Tiên nhận về nhiều lời khen ngợi từ netizen khi xuất hiện với sắc vóc ngày một thăng hạng thấy rõ. Song, đôi chân dài miên man được tôn trọng qua bộ váy ngắn của hai nàng hậu cũng bất ngờ trở thành tâm điểm được fan sắc đẹp bàn tán xôn xao. Đều sở hữu cặp kiếm nhật đắt giá, màn sau kè trên nhanh chóng thu hút số lượng lớn lượt tương tác và bình luận từ khán giả. Tuy Tiểu Vy không phải là nàng hậu có đôi chân dài nhất về biz, thế nhưng kiếm nhật của cô lại ghi điểm bởi sự thon gọn, thẳng tắp và ít mỡ thừa. Không hề kém cạnh đàn em, Thùy Tiên cũng nhận được điểm tuyệt đối từ công chúng với đôi chân có tỷ lệ đẹp và trông vô cùng săn chắc, khỏe khoắn. Trong khi đó, thời gian này, ban tổ chức Miss Universe Việt Nam 2023 đã tổ chức buổi họp báo công bố top 18 thí sinh bước vào vòng chung kết. Điểm nhấn của sự kiện nằm ở top 18 thí sinh xuất sắc của Miss Universe Việt Nam 2023 với loạt mỹ nhân đình đám từng chinh chiến ở các đấu trường sắc đẹp trong nước lẫn quốc tế như Bùi Quỳnh Hoa, Hương Ly, Lệ Nam. Dẫu vậy, một số sự cố đã diễn ra tại sự kiện chiều 18 tháng 9. Theo đó, dù được diễn ra bên trong một khách sạn 5 sao có tiếng giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, chất lượng âm thanh lại khá tệ. Bằng chứng ở phần hô tên của top 18 Miss Universe Việt Nam 2023, nhiều thí sinh đã không có cơ hội thể hiện trọn vẹn, bị ngắt quãng, tiếng nhỏ, tiếng to. Bên cạnh đó, trong lúc giới thiệu phần khách mời, MC sự kiện cũng đọc sai tên khách mời thành Mai Phương thay vì chính xác là Phương Mai. Ngoài ra, khi trưởng ban giám khảo lên phát biểu, sự cố âm thanh cũng lặp lại. Chính những hạt sạn trong công tác tổ chức này đã khiến nhiều khán giả lo lắng cho vòng chung kết của Miss Universe Việt Nam 2023 sắp tới. Cũng tại buổi công bố top 18 Miss Universe Việt Nam 2023, khi được đặt câu hỏi ngờ vực về công tác tổ chức như Miss Charm trước đây, ban tổ chức cho rằng Miss Universe Việt Nam và Miss Charm là hai cuộc thi tách biệt. Sau Miss Charm, ekip tổ chức cũng như sản xuất đã họp và rút kinh nghiệm. Tôi mong rằng khán giả sẽ nhìn nhận, đặc biệt là sự tách biệt của Miss Universe Việt Nam lần này và Miss Charm, trưởng ban giám khảo phản hồi truyền thông. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thanh Niên về việc cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2023 có dự định lấy tên tiếng Việt không hay chỉ để tên tiếng Anh khi vẫn đang tranh chấp tên gọi tiếng Việt này với cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023 do công ty Unicorp tổ chức, vừa đổi tên gọi quốc tế từ Miss Universe Việt Nam với các hoa hậu đã đăng quang như Phạm Hương, Hene, Khánh Vân, Ngọc Châu thành Miss Cosmo Việt Nam. Bà Thúy Nga Elite, trưởng ban tổ chức, trưởng ban giám khảo đã thẳng thắn cho biết, hiện nay tại Cục Sở hữu Trí tuệ, tên gọi cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam chưa thuộc về cá nhân hay tổ chức nào, nên cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2023 vẫn có thể sử dụng tên tiếng Việt để báo chí có thể phiên ra nghĩa tiếng Việt cho người cao tuổi, người không biết tiếng Anh đọc cho dễ hiểu. Tuy nhiên, vì vẫn còn tranh chấp rắc rối nên chúng tôi tạm thời chỉ để tên tiếng Anh cho cuộc thi và để toàn quyền cho công ty mẹ là tổ chức Miss Universe quốc tế giải quyết với công ty Unicorp tại Việt Nam. Vì tên gọi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam vẫn là tài sản của tổ chức Miss Universe và công ty mẹ là tập đoàn GKN Global, chủ sở hữu Miss Universe bên Thái Lan đang tiến hành thủ tục đăng ký tên tiếng Việt là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam cho cuộc thi Miss Universe Việt Nam, rồi sẽ trao lại cho chúng tôi vì chúng tôi là đơn vị mua bản quyền chính thức với tổ chức Miss Universe trong rất nhiều năm tới nữa. Bên cạnh đó, bà Thúy Nga còn cho biết, cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2023 sẽ trao cơ hội cho 4 người đẹp lọt vào top 5 tranh tài tại 4 cuộc thi nhan sắc quốc tế khác nhau. Trong đó, Tân Hoa hậu sẽ chính thức tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Miss Universe vào tháng 11 năm 2023 tại El Salvador. Thí sinh đoạt giải người đẹp được yêu thích nhất sẽ được gọi tên vào top 5+1 và có một suất tham dự một cuộc thi nhan sắc quốc tế. Ngoài danh hiệu Hoa hậu và Á hậu, cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2023 còn có thêm một số giải phụ như người đẹp truyền cảm hứng, người đẹp áo dài, người đẹp thời trang áo xã hội, người đẹp biển.